Cả nhà đổi đời giàu to nếu mùng 3 Tết thắp hương vào đúng 5 giờ hoàng đạo này. 100 tỷ cầm tay, giàu sang phú quý. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Kính thưa quý vị, cái việc thắp hương nó bắt nguồn từ rất lâu đời và duy trì cho đến tận ngày nay. Và đặc biệt trong cái ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết ấy, chúng ta cũng thắp những nén hương thơm lên để dâng lên ông bà tổ tiên, chào đón một năm mới với cầu mong may mắn tài lộc sẽ đến với mình. Đấy. Nhưng mà không phải ai cũng biết là thắp hương vào cái giờ nào là tốt. Ở trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 3 Tết, giúp quý vị có được cái may mắn tài lộc đấy, trong cái năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái nén hương đổ lễ dâng lên trên ban thờ Phật gia tiên chính là cái nhịp cầu để nối giữa cái thế giới hữu hình và cái thế giới vô hình, giữa cõi âm và cõi dương, giữa người đã sống và những người đã khuất. Bởi thế, vào các ngày rằm mùng 1 lễ Tết Dỗ Chạp, đặc biệt là trong ngày mùng 3 Tết, thì người dân Việt Nam đều có thói quen thắp hương để tưởng nhớ đến gia tiên, cầu bình an cho cả gia đình. Thì đây cũng là một cái nét đẹp văn hóa góp phần bảo tồn thêm cái giá trị bản sắc dân tộc, chứ không chỉ mang tính là mê tín dị đoan. Cái việc dâng hương, dâng lễ, dâng đồ thờ nên được chia làm hai cái mục đích. Thứ nhất là để cúng bái âm giới, tức là cho người cõi âm, tức là dành cho những người đã khuất. Thứ hai là cầu khấn thần Phật, gia tiên, Bồ Tát, đúng không ạ, về phù hộ độ trì cho gia chủ. Dù với cái mục đích nào đi chăng nữa, thì khi thắp hương hay là chuẩn bị các đồ lễ thờ cúng ấy, chúng ta cũng chọn các số lẻ 1, 3, 5, 7 hay là 9. Tại sao lại cần thắp hương số lẻ như vậy? Quý vị hãy cùng Tử Thông tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, thắp hương bao nhiêu nén là tốt? Thì như đã nói ở phần trên, cái việc thắp hương dâng đồ cúng nó thể hiện cái sự kết nối tâm linh giữa cái thế giới hữu hình và cái thế giới vô hình, giữa cõi âm và cõi dương. Theo quan điểm về mặt phong thủy và tâm linh ấy, những số lẻ như là 1, 3, 5, 7, 9 được coi là cái số dương, tượng trưng cho cái sự may mắn. Còn số chẵn như là 2, 4, 6, 8 là cái số âm, tượng trưng cho những điều mà không may, không may mắn. Vì thế, ngoại trừ thắp hai nén hương cho người đã khuất trong cái thời gian còn đang để tang ấy, thì hầu như mọi người đều thắp hương số lẻ để cầu mong cái may mắn khi mà chúng ta tiến hành cái việc thờ cúng. Khi thắp hương lên trên ban thờ để bày tỏ cái sự kính trọng và cái tấm lòng thành khẩn của con người. Quý vị thân mến, trước khi bước vào tìm ra cái khung giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 3 Tết, thì Tử Thông cũng chia sẻ một chút về cái ý nghĩa của số nén hương. Đầu tiên chúng ta thắp đó là một nén hương. Một nén hương với cái việc thờ cúng thần linh trong nhà hoặc là gia tiên ấy, thì chúng ta thắp một nén hương được gọi là bình an hương. Theo đó, nếu muốn cầu mong mọi người trong nhà được bình an, may mắn, mọi việc được thuận lợi, hanh thông, thì gia chủ có thể thắp một nén hương vào mỗi buổi sáng hoặc là mỗi buổi tối, hoặc là trong các ngày lễ Tết Dỗ Chạp, mùng 1, rằm, cũng như trong 3 ngày Tết. Khi đi đến đỉnh đền miếu phủ chùa chiền, chúng ta cũng chỉ cần thắp một nén hương là đủ. Cái nén hương đó được gọi là tâm hương. Tuy chỉ là một nén hương, nhưng mà cái nén hương đó cũng bao gồm 5 cái ý nghĩa sắc hương khác nhau. Một là giới hương, tự nhắc nhở bản thân mình luôn hướng thiện để tâm luôn được trong sáng. Định hương tức là giữ cho cái lòng yên ổn, không bị những cái xấu nó xâm nhập. Tuệ hương là làm cho trí tuệ, trí não được sáng suốt để thu nhận được những cái điều mới mẻ, thu nhận được những cái điều tốt đẹp hơn. Chi kiến hương là giúp chúng ta giữ vững cái niềm tin, phát triển cái năng lực và cái trí tuệ của mình. Giải thoát hương giúp chúng ta buông xả mọi cái ưu phiền cũng như là gì, những cái ham muốn tội lỗi, và một phần là để phòng tránh những cái tai họa nó có thể xảy ra. Thưa quý vị, còn ba nén hương, đúng không? Khi mà thắp ba nén hương thì cái cách thắp hương này nó thể hiện cái ý nghĩa là gì? Tâm nhang tức là cái lòng thành, giới nhang tức là theo lời răn dạy của Đức Phật, của Tổ Đường, định nhang có nghĩa là gì? Tuyệt đối không thay lòng đổi dạng. Theo đạo Phật thì thắp ba nén hương này còn gọi là tam bảo, có nghĩa là tam bảo chính là gì? Là Phật, Pháp, Tăng. Thì ngoài ra cách thắp này nó còn mang cái ý nghĩa khác, bao gồm tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tam thời có nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai, tam vô lậu học trong ba giới là giới định tuệ. Cái điều này lý giải vì sao mà ở sân chùa ấy, thì người ta thường có ba cái đỉnh, ba cái lương thật to đó. Trong phong thủy thì số 3 tượng trưng cho tam giới, thiên, địa, nhân đó. Vì vậy
Khi làm những cái việc quan trọng trong đời thì người ta thường thắp 3 nén hương lên bàn thờ và bắt đầu khấn vái. Hoàng thiên tức là trời, hậu thổ tức là đất. Những cái chiến sĩ vong trận hoặc là những cái cô hồn dã quỷ đó, để được phù hộ độ trì cho những người còn sống. Còn theo đạo giáo thì 3 nén nhang tức là gì? Gọi là tam thanh hương. Trong đó tam thanh có nghĩa là Ngọc Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh, Đạo Đức Thiên Tôn. Đó. Trong 3 nén hương này thì nén ở giữa chính là gì? Hương chủ và gọi là gì? Hương giáo chủ. Nén hương hai bên ấy thì ở gì? Gọi là lương hương thanh long, hương bạch hổ, bên tay trái và tay phải. Đấy. Mục đích của việc thắp 3 nén hương chính là gì? Linh ứng báo tin, báo về việc trong nhà và xua đuổi những cái vong hồn, những cái tai ương ra khỏi gia đình. Thắp 5 nén hương có ý nghĩa là 5 phương trời đất, 5 ứng thần linh. Theo phong thủy thì nó chính là gì? Kim mộc thủy hỏa thổ của ngũ hành. Thông thường ấy, có 2 cách để thắp 5 nén hương. Đấy, trong một bát hương. Quý vị có thể cắm hàng thứ nhất. Đấy, quý vị có thể cắm ở giữa này. Ở giữa trước đúng không ạ? Sau đó thì phía trước, phía sau. Rồi quý vị thắp lần lượt. Tử Thông sẽ chia sẻ nhé, cách cắm hương ở cái bên trên để quý vị tham khảo. Thứ nhất là quý vị có thể là thắp hương theo 5 phương. Ở giữa chính là hương giáo chủ, bên trái là hương thanh long, bên phải là hương bạch hổ, phía trước là chu tước và phía sau là hương huyền vũ. Đó. Cách cắm thứ hai là sắp xếp theo hình chữ nhất, đúng không ạ? Chúng ta theo chiều của nén hương, đấy, cắm thẳng một hàng. Đấy. Thứ nhất là hương thanh long, thứ hai là bạch hổ, thứ ba là gì? Quan khẩu, thứ tư là gì? Hộ pháp và thứ năm là báo mã. Đó. Thông thường cách thắp 5 nén hương này ấy, do các thầy pháp tiến hành để dự báo những cát hung cho người khác hoặc là để mời gọi thần linh. Thắp 7 hoặc là 9 nén hương. Thưa quý vị, số 7 và số 9 nó tượng trưng cho cái vía của con người. Khi mà người ta muốn cầu xin cho cá nhân mình ấy. Ngoài ra còn có quan điểm khác về cách thắp 7 nén hương và 9 nén hương như sau. 7 nén hương, con số 7 này tượng trưng cho bắt đầu thất tinh hương. Với cái tên gọi là lần lượt là gì? Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành và Giao Quan. Đó. Cách thắp 7 nén hương cùng một lúc để mời gọi thần linh thiên tướng. Nếu không đến mức độ bất đắc dĩ, không nên dùng cái cách thắp hương này. 9 nén hương được gọi là cửu tinh liên hoàn hương. Được bày theo 3 hàng và 3 cột. Trên mời Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới mời Thập Điện Diêm Vương. Đây được coi là cái tín hiệu dùng để cầu cứu trong trường hợp bất đắc dĩ và hầu như là không còn cái sự trợ giúp nào của con người thì mới sử dụng cái cách này, hy vọng được Ngọc Hoàng Đại Đế, Thập Điện Diêm Vương cứu giúp muôn dân, cứu khổ cứu nạn. Tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ là gì? Vì sao đồ cúng cũng nên là chuẩn bị số lẻ hoặc là số chẵn thì là phải đi theo cặp. Như quý vị đã biết ấy, cũng tương tự như cái việc thắp hương số lẻ thì cái việc chuẩn bị cái đồ lễ, đồ thờ cúng như là hoa tươi, trái cây ấy, thì ngoài cái chuẩn bị theo cặp là hai gia ấy, thì hầu hết là đều sử dụng số lẻ. Trên thực tế thì nải chuối với số quả lẻ thì thường bán sẽ đắt hơn cái quả bán số chẵn trong cái dịp ngày lễ mùng 1, ngày Tết. Đó. Như đã nói ở trên thì về mặt phong thủy, số chẵn là số âm, số lẻ là số dương. Đấy, chỉ có duy nhất số 2 là tượng trưng theo cặp là được gì? Là cặp tương sinh luân hoàn là tốt. Số âm là số không may mắn. Vì thế mà cái việc lựa chọn đồ thờ để dâng lễ cúng thần Phật gia tiên thì người ta cũng thường chọn ra cái số lẻ để mọi việc được thuận lợi và may mắn. Thêm một cái lý giải nữa, thắp hương phải kiêng số chẵn. 3 nén hương là thiên địa nhân, 5 nén hương là 5 cái đức tính của con người: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đấy. Duy chỉ có con người là thích số lẻ. Đó. Số lẻ là cái số mở của sự sinh sôi nảy nở. Tương tự như vậy, cái nải chuối cũng như là cái đồ vật sắp trên bàn thờ thì chúng ta cũng ưu tiên chọn số lẻ nhé. Quý vị thân mến, như vậy Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những nguyên tắc thờ cúng đấy và cái cách thắp hương chẵn lẻ ra sao, và cũng như là ý nghĩa của cách thắp hương, ý nghĩa của từng nén hương, 1 nén, 3 nén, 5 nén, 7 nén và 9 nén. Đó. Từ đó sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về cái nghi thức thắp hương. Đó. Và ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái giờ tốt để tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày, trong ngày mùng 3 Tết. Vậy thì trong cái ngày mùng 3 Tết chúng ta sẽ có những giờ hoàng đạo tốt nào để chúng ta tiến hành công việc thắp hương? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì trước tiên để tìm hiểu về cái giờ tốt thắp hương ấy thì quý vị hãy gì xét qua một chút về cái cát hung vận hạn của ngày mùng 3 Tết để từ đó chúng ta biết được đâu
là tốt, đâu là xấu để chúng ta đưa ra được những luận đoán chính xác hơn cho cái việc thắp hương, chọn ra giờ tốt thắp hương trong cái ngày mùng 3 Tết. Quý vị đã biết cái ngày mùng 3 Tết thì nó là ngày Bính Ngọ. Ngày Bính Ngọ chúng ta có Bính Hỏa gặp Ngọ Hỏa đúng không ạ? Hai hành hỏa tương hòa. Nó là ngày cát. Đó. Nạp âm của ngày nó là Thiên Hà Thủy. Đấy, nó kỵ cái tuổi là Canh Tí và tuổi Mậu Tí. Ngày thuộc hành thủy thì khắc hành hỏa, đặc biệt các tuổi Mậu Tí, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa nhưng mà không sợ bị khắc. Ngày Ngọ thì lục hợp với Mùi, Ngọ Mùi thành cục điện nhị hợp, đúng không? Tam hợp với Dần và Tuất tạo thành hỏa cục. Ngày Ngọ thì xung với Tí, hình Ngọ, hình Dậu đúng không? Hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Trong ngày mùng 3 Tết thì chúng ta có trực là trực định và cái sao tâm là cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Và ngày mùng 3 Tết nó vẫn thuộc cái tiết khí là tiết lập xuân nhé. Đó. Và cái cát thần trong cái ngày mùng 3 Tết nó bao gồm những cát thần sau. Nó có Dân Nhật, có Lâm Nhật, có Minh Phệ, có Mãn Đức, có Nguyệt Tài, Nguyệt Ân, Nguyệt Đức, Tam Hợp, Thiên Mã, Thiên Xá, Thần Tại, Thời Âm, Thời Đức, Tứ Tướng và Đại Minh. Các hung thần trong ngày thì nó sẽ gồm các hung thần như là Bạch Hổ, Chuyên Nhật, Hoành Sa, Hỏa Cách, Ngũ Quỷ, Phản Chi, Tam Nương, Thiên Bồng, Thủy Ngân và Tội Chí. Đó, đó là những cái cát hung trong ngày. Vậy dựa vào cát hung trong ngày đó, bây giờ chúng ta sẽ tìm ra cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 3 Tết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái ngày mùng 3 Tết nó là ngày Bính Ngọ đúng không ạ? Thì giờ đầu tiên chúng ta xét đó là giờ Tí. Giờ Tí nó từ 23 giờ đến 1 giờ, nó là giờ Mậu Tí. Thì trong giờ Mậu Tí có Kim Quỹ, đó. Có gì? Có Thiên Quan Quý Nhân, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Quý Đăng Thiên Môn, có Đường Phù, Mộc Tinh, Ngũ Quỷ, Thời Phá, Lục Mộng, Cửu Xú. Vậy nên là cái giờ Tí này nó là một cái giờ xấu nhá, do gặp Tí Ngọ tương xung. Nên là trong cái ngày Ngọ, ngày mùng 3 Tết chúng ta không cúng giờ Tí. Giờ thứ hai chúng ta xét là giờ Sửu. Giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ thì nó là giờ Kỷ Sửu. Giờ Kỷ Sửu có các sao như là có Thiên Đức, đó, có Tứ Đại Các Thời, có Thái Âm, có Quốc Ấn, Vũ Khúc, Ngũ Quỷ và Thời Hại. Cái giờ Sửu cũng là một khung giờ tốt để thắp hương nhưng mà quý vị cũng thì không nên chọn giờ này. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ nó là giờ Canh Dần. Nó có Bạch Hổ, có Tuần Trung Không Vong, có Địa Binh, có Thiên Tạc, Tam Hợp, Thời Sinh, Tả Phụ và Thủy Tinh. Nó cũng là một khung giờ xấu, giờ Dần là giờ xấu nhé. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Tiếp theo chúng ta xét giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ, nó là giờ Tân Mão. Trong giờ Tân Mão thì nó có Ngọc Đường Hoàng Đạo, đúng không? Có Ngũ Hợp, có Hà Khôi, có Tuần Trung Công Vong, có Cửu Xú. Đây là một cái giờ hoàng đạo mà quý vị có thể tiến hành thắp hương được. Vậy nên là giờ tốt đầu tiên chúng ta xét, chúng ta biết đó là gì? Giờ tốt thứ nhất ấy để thắp hương đó là 5 đến 7 giờ sáng. 5 đến 7 giờ nó là giờ Mão. Và tiếp theo chúng ta xét đến giờ Thìn. Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ, nó là giờ Nhâm Thìn. Trong giờ Nhâm Thìn ấy, thì có Thiên Lao Hắc Đạo, có Ngũ Bất Ngộ, có Cô Thần, có Triệt Lộ Không Vong, có Tứ Đại Các Thời, có Thái Dương, có Vũ Khúc, có Minh Tinh. Như vậy giờ Thìn này bên cạnh đó nó lại có gì? Nó có Bất Ngộ này, Triệt Lộ Không Vong. Nói chung cái giờ Thìn nó là một giờ xấu nhá. Quý vị không nên thắp hương vào giờ Thìn. Từ 7 giờ đến 9 giờ là quý vị kiêng kỵ nhá. Tiếp theo chúng ta xem giờ Tỵ. Thì trong giờ Tỵ thì nó có những cái cát tinh như là gì? Có Huyền Vũ, đấy, có Thiên Cẩu, có Triệt Lộ Không Vong, có Cổ Mộ Sát. Bên cạnh đó nó có Nhật Lộc, có Kim Tinh. Đó. Chúng ta có Bính Mậu lấy Lộc tại Tỵ. Ở cái giờ Tỵ này ấy, thì cũng là một cái giờ hoàng đạo nhá. Nó có Nhật Kiến, là có gì Bất Ngộ, nó là một giờ cát để thắp hương. Như vậy giờ thứ hai thì chúng ta có thể xét đến đó là từ gì 9 đến 11 giờ. Đó là giờ Tỵ. Tiếp theo chúng ta xét giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Nó là giờ Ngọ, nó là giờ Giáp Ngọ. Giờ Giáp Ngọ thì có Tư Mệnh Hoàng Đạo, có Đế Vượng, có La Thiên Đại Tiến, có Thời Kiến, có La Hầu, có Thời Hình. Nhưng mà tóm lại thì cái giờ Ngọ nó cũng khá là tốt trong cái ngày này. Đúng ạ, nó là từ 11 đến 13 giờ. Rất giờ tốt nhé, mà quý vị có thể tiến hành công việc thắp hương. Tiếp theo chúng ta xét giờ Mùi. Giờ Mùi thì nó có Câu Trần, đó, có Thổ Tinh, có Tứ Đại Các Thời, có Lục Hợp. Nhưng mà nó cũng là một khung giờ mà quý vị cũng không nên thắp hương nhé, có hơi xấu một chút. Tiếp đến chúng ta xét đến 15 đến 17 giờ, nó là giờ Thân, nó là giờ Bính Thân. Đó. Giờ Thân từ 15 đến 17 giờ thì nó có các sao như là có Thanh Long Hoàng Đạo, có Hỷ Thần, có Dịch Mã, có Tỷ Kiên, có Kế Đô, có Thiên Binh. Thì đây cũng là một khung giờ tốt nhá, giờ tốt thứ tư. Nó là giờ Thân từ 15 đến 17 giờ. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Dậu. Giờ Dậu
thì nó là từ 17 giờ đến 19 giờ. Nó là giờ Đinh Dậu. Thì trong giờ Đinh Dậu ấy, chúng ta có các sao như là có Minh Đường, có Thiên Ất Quý Nhân, có Thiên Xá, có Tham Lang, Mộc Tinh, Thời Hình và Thiên Cương. Như vậy cái giờ Dậu nó cũng là một khung giờ tốt mà chúng ta có thể tiến hành công việc thắp hương. Đó. Giờ Dậu nhé. Tiếp theo chúng ta xét giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. 19 giờ đến 21 là giờ Tuất ấy, thì nó có Thiên Hình Hắc Đạo, có Quả Tú, có Nhật Mộ, có Lôi Binh, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Thái Âm và có Hữu Bật. Như giờ Tuất thì quý vị cũng nên cân nhắc nhé, không nên thắp hương vào giờ này. Nếu mà lỡ thì quý vị có thể dùng được. Và cuối cùng chúng ta xét giờ Hợi. Giờ Hợi thì nó là giờ từ 21 giờ đến 23 giờ, nó là giờ Kỷ Hợi. Giờ Kỷ Hợi thì có Chu Tước Hắc Đạo, có La Thiên Đại Thoái, có Kiếp Sát, Thiên Ất Quý Nhân, Tả Phụ và Thủy Tinh. Thì đây cũng là một khung giờ xấu mà quý vị cần phải lưu ý, không nên thắp hương vào giờ này. Đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư đó để tìm ra cho quý vị và các bạn những cái khung giờ thắp hương tốt nhất trong cái ngày mùng 3 Tết. Đó. Quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày tốt lành cho mình. Đó. Trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư cũng đã có tất cả những cái ngày tốt mà quý vị gì sử dụng thường ngày để gì giúp quý vị có được một cái kiến thức cũng như là gì trang bị cho mình những cái ngày tốt để làm việc cho được thuận lợi và hay thông hơn. Đó. Và trong cái ngày mùng 3 Tết thì chúng ta sẽ có 4 cái giờ hoàng đạo để thắp hương, gọi để thắp hương. Giúp quý vị có thể là gì chiêu tài, đấy, mang lại cái may mắn tài lộc trong một cái năm 2024. Đó là những khung giờ sau. Một là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Thứ hai là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Thứ ba là giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ và thứ tư là giờ Thân từ 15 đến 17 giờ. Đây là 4 giờ hoàng đạo để thắp hương. Đấy, cầu gì được nấy. Quý vị thân mến, thì ngoài cái giờ tốt thắp hương ấy thì quý vị cũng cần phải lưu ý đấy một số cái điều quan trọng khi mà thắp hương. Đấy. Thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị. Từ đầu đến giờ thì quý vị cũng đã tỏ tường vì sao thắp hương số lẻ cũng như là vì sao chuẩn bị đồ cúng cũng phải là số lẻ rồi. Đấy. Tuy nhiên, tùy vào cái văn hóa và cái phong tục tập quán của từng vùng miền, cái việc thắp hương thờ cúng cũng có một vài cái sự khác biệt nhất định mà không nơi nào giống nơi nào, không ai sai hay là đúng. Từ chung lại, cái việc thờ cúng cốt là ở cái tâm. Đấy. Mâm cao cỗ đầy mà vô tâm thì cũng gì, cũng lời cầu nguyện thì cũng vô an. Đấy. Theo đó, khi mà dâng hương cầu khấn thì cần thiết hết sức phải lưu ý những cái điều sau đây. Thứ nhất là khi dâng hương thì quý vị phải có lời cầu khấn, lúc thắp hương lên nhang ở đình đền miếu phủ chùa chiền hay là thắp hương ở nhà vào cái ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì chúng ta biết ý, cái khói hương nó là tỏa ra như là một cái sợi dây vô hình giúp cho chúng ta có thể là gì bày tỏ cái tâm nguyện, cái nguyện vọng, cái tư tưởng của mình để cầu xin cái điều gì đó. Vì thế cần phải khấn vái để gì được linh ứng và được phù hộ. Hoặc đơn giản hơn, trong một ngày rằm mùng 1, ngày đầu tháng hoặc là ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp ấy, chúng ta thắp nhang cầu khấn để được thần linh che chở, phù hộ độ trì cho gia đình được bình an may mắn. Thì quý vị cũng có thể tham khảo thêm quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư này trong này có 77 bài văn khấn. Đấy, đầy đủ tất cả các dịp lễ Tết, giỗ, chạp để cho quý vị sử dụng. Đó. Cái lưu ý thứ hai là quý vị cần phải có cái thành ý khi mà thắp hương. Cái việc mua sắm, sắm lễ, lau dọn bàn thờ, ăn mặc chỉn chu, chu đáo là một cách để chúng ta bày tỏ cái tấm lòng thành kính với gia tiên cũng như là các bậc thần linh. Khi thắp hương khấn vái thì quý vị hãy tập trung vào cái việc đốt hương và cầu khấn. Không nên vừa thắp hương lại vừa làm cái việc khác hay là trò chuyện rôm rả. Như vậy sẽ dễ bất kính với cái đấng bể trên và khó mà được gì sở cầu như nguyện. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 3 Tết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Nhân dịp năm mới, Tử Thông xin kính chúc quý vị một năm mới bình an, mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.